Cái gì? Rồi. Đông đủ rồi. Có đông đủ rồi, có ba mẹ. Vợ chồng của đứa em về. Đủ luôn rồi. Vô. Vô bà xã ơi, năm nay tôi sắp sửa lên bà huyện rồi đó nghe. Tết năm nay là đông đủ rồi đó nghe. Mới năm rồi một cái vậy được không? Đó, hai vợ chồng bay. Tôi uống cái rồi, tôi xỉn, tôi nằm, tôi mới ngồi vậy, tôi đi ra. Uống miếng mà mệt rồi, tôi quá, tôi mới đi ra. Mẹ nó khoan khoái không dịch lộn nè, nó không có làm không dịch lộn nè. Khoan, mẹ nó khoái không dịch lộn. Không được luôn mà. Rồi uống quá rồi uống lại chuyện không được. Dạ. Không quen. Lớp nào mẹ không thao bình tạm âm nữa. Trời ơi. Rồi, kêu nó lên đi. Có phải chết cho cô ơi. Rồi vô đi. Nè, chứ nó đợi á mày. Thấy không? Anh Hoành á, năm rồi á, anh quay á, Tết kêu đầu xôm hộp cúng xong cái vô ngồi bàn ăn cái anh quay cái nó nói ông nội này nè, ông ưa quay lo ăn lo ăn, tôi nói mỗi năm mỗi khác. Tôi nói mà nghe năm nay là vậy nhưng mà năm tới nó khác nữa, thấy không? Năm nay là tự nhiên là có Dương Út liền. Khác liền phải không? Ngủ đi. Đến đi vô phòng đi. Trời ơi, ngoài đây quẹt quá ai chịu nổi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, mà làm tôi giật mình hơn. Ủa, ở đây không? Dạ, ngồi ở đây nè. Vô phòng mở cá cho nó coi đi, hồi nó ngủ ngủ ngã ngã ngủ à. Rồi bà đây, bà đây bà tiếp khách nè. Đúng rồi, đây ngồi nè. Một hồi gờ gờ ngồi bà. Con lì xì ai lì xì đứng dậy lì xì đi rồi tôi sẵn tôi quay phim luôn nè mấy ông ơi. Thôi đừng có đem lên phá con. Của ít làm nhiều cậu ơi. Bà nó có lập hả? Có lập thôi con thì có lập nhiều. Cô có cảm không hả? Giấy cầm không à? Không chứ cho buộc ngoài thì nằm mơ ngoài cho mới giỏ lại được rồi. Tết là phải có phong đỏ, phong vàng, phải không? Con cháu chúc thì gán làm vốn. Tôi mới đi coi con với anh trên tiền. Thôi giờ đầy đủ rồi. Tết vậy là quá 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 vui rồi, quá đông đủ rồi. Mày làm thêm kém nữa. Nhà có hai anh em về vậy đầy đủ rồi. Dạ, nghe con ăn đi. Hôm nay có ăn rồi. Ngồi luôn chứ, ngồi luôn ăn đi. Dạ, hai đứa ăn trước đi, rồi hồi nhậu sau. Chừng nào mà cảm thấy là có chân rồi đó, rồi bắt đầu quỳnh quất. Bả về chưa? Còn Yến đi đâu trời? Gì cái này đâu? Thì dưới bộ lấy 20 triệu lạc chứ. Ủa, cái này chấm dưới này. Nước nè. Đây nè. Nước á. Ông muốn con trước thì cho mà trường mày đó. Thì ăn đây, thì bây giờ già đi. Dạ, ăn đi, hai đứa ăn nhiều đi. Không, ăn đi rồi chờ rồi bắt đầu ăn chừng nào mà nhậu được là bắt đầu quỳnh quất nha. Ổng đưa mỗi năm nhớ đưa chấm cái ruột bữa nay cái vỏ. Quên rồi ấy mì có mắm nó. Mắm. Má mai lấy chồng rồi. Con kêu cha mẹ đi xì ngược lại. Cái chồng rồi thì phải lớn rồi. Già cũng có 2000 trong cái đó. Rồi nhớ. Mới năm rồi cái sạc bây giờ qua tới đây giáp năm nó mau thế anh ha, nhớ không? Năm rồi. Tính năm rồi Tiger rồi nhỏ không? Ông nội dẫn Tiger đi. Dạ dạ chứ đâu bằng gà ở đằng kia. Con gà này ngon lắm mà. Gà này ngon lắm mà.
cái món thịt kho dịch lại món nữa là quan trọng với bạn nha. Chủ gì? Bữa đó con tự làm mực xào ăn đó. Trời ơi, làm được. Được không? Thôi quảng cáo hôm qua. Đâu chết. Đâu chết được. Ai chờ con mốt nó đi làm gì em kiểm tra trong cái ba lô nó coi chừng nhiều khi nó mua cái đồ ta làm sẵn về cái gì rồi nó vô nó lấy chảo làm rộn rộn á cái đồ để gì đó nó xào qua lại cái đem ra cái đồ của em mới xào đó nghe. Nhiều khi chơi chiêu. Rồi thôi. Con gọi nè. Rồi. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Năm nay vui rồi, năm nay quá vui đầy đủ rồi, có năm tới cái chở hàng còn năm nay là có cha có mẹ có cậu có rể có dâu rồi đàng hoàng đầy đủ chứ Tết rồi quá sung vầy rồi. Hai ba vô. Chúc mừng năm mới nha, phát tài. Năm mới thuận lợi nha, năm mới thuận lợi. Dạ. Năm sau phải cao hơn năm trước. Màu đó kìa, có màu, có màu đó kìa. Mày bên đó cạnh lá nó có rồi. Lá nè. Không có. Ở đó ba. Cái bà. Đây. Ê cái bà xã. Đá để uống bia á. Uống bia hả? Cái bà xã đó ba không uống là ba lại dành chiều nay uống vậy nè, rượu tôi biết rồi. Không. Tết nhất mà anh kia sẵn sàng đó. Đó. Sắp bao nhiêu cải thì uống. Cái gì? Hết gì cải hả? Bán hầu nhà không có ăn luôn. Có, bỏ một tổ lạnh rồi hết sắp yên. Nào uống đi coi. Nào. Nào nhiên đi nghe trời, tao mất bỏ đúng vậy bữa. Còn mới nào vậy? Con nói với ba vậy nè, vô. Tối nay đó là... Vô. Tối nay á, con gì cũng đón vào thừa với ông. Rồi video tôi nha. Ừ. Tôi đón vào thừa video. Ừ. Nhưng mà tối nay là phải cung kính đàng hoàng nha, mặc đồ nghiêm chỉnh. Áo quần mới đồ con cái mua đồ mặc. Mà kêu mày giặt áo thuận nào có giặt đâu. Có nói không á. Hai cái thuận mua ba ba có gì mày giặt không? Khỏi giặt ba luôn mua. Ba mày giặt cũng được đâu phải cần cái mẹ. Nhiều khi á mà mới rồi mặc cái gì vậy chứ này thương sống một mình ổng đó ai giặt cho ổng. Có ông người ra ông cúng rước đón ông bà mà ông mặc cái áo mà của mấy năm trước hoài à. Ý ông nói là cho ông bà thấy là con khổ đàn ông nhỏ giọt xuống nhưng mà làm vậy là ông nói thằng này nó rước tao mà nó không có cung kính chứ áo quần mới có mà không mặc tao không có giúp gì cho nó được áo đúng nha hàng ngày trời mấy ông bà mấy ông già xưa không biết áo dài khăn đóng đó đội thứ cá kho nữa đó. Mày trời ăn diện tao không có diện định á. Mày ăn cuốc vong rồi cầm cái gậy đi rung rung cái gón gước bà nữa chứ bộ. Để con này là mày lấy con này mày đang lấy chợ. Qua lấy. À, không lấy nữa. Con coi mấy cái người ngày xưa là đưa cái người mà già nhất ra bắt đầu thỉnh. Nó thấy bằng già mà lên đồng tháp không? Tụ mẹ nó đi thờ mà lấy cái đóng vô cái dừa nó ghim vô cái trái cái khớp đó là ta nói là gắn chặt gì gắn kết nhau đó không có ấy thôi thôi đủ ông bà nè nhỏ kia đẩy luôn cầu cao nhỏ kia nó dĩ ngủ quả lấy băng keo băng băng lại nè băng keo băng gì không sao nhưng mà nó lấy cái cày nó đóng vô cái trái dừa là ta nói đủ rồi cái dừa cái dính nhau đó không ấy đó. Thôi nhưng mà tại dùng hình Đồng Tháp mà nó quay mà nó nói ý nghĩa thì ông cứ tin ý nghĩa đi tại Đồng Tháp mà. Tao biểu tao làm nó làm. Nói chưa? Từ có cái hao ơi rồi. Muốn cho trường cáo kìa. Muốn cho chồng này cáo nha. Trời gãy này miếng thịt uống nổi. Nhưng mà nghe chập gãy không hay thấm mà. Tối nay là tôi có ai không chơi với tôi chơi nghe tối nay tôi chơi à tôi chơi đó tối nay tôi chơi banh sát luôn đó đủ tôi cho mấy thằng dân quân ở ngoài khóm mà nó vô luôn đó rồi tôi sạc đầy đủ rồi cái gì sạc cái lo đầy đủ rồi tối nay là tôi quay ngang ngoài cái khóm mà tôi làm đùng 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 nó hết hồn chạy vô nó nào vô cầm ra bắt chuẩn bị rồi tối nay chơi banh sát luôn á tối nay là nữa từ lúc bây giờ ngủ đốt nó bận đầu vậy vậy vô ngủ chơi không phải nhiều rồi đây chơi không phải giống như bên bên còn ông bển mà pháo lét rồi kia đó.